Thì xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cái cuốn sách The Magic, phép thuật, để xem có những cái phép thuật gì hết tiếp theo để giúp cho chúng ta tăng năng lượng, để làm cho thay đổi cuộc sống của mình nè. Hôm bữa trước là mình đã đọc về cái bài ngày số 9, phương pháp là gia vị nhiệm màu. Rồi mình học giống như là mình học giống như ma thuật, mình rải bụi phép thuật vào trong những cái món ăn của mình, thức uống của mình, để mình gọi là mình thanh lọc nó, để cho nó mang được một nguồn năng lượng tích cực, một nguồn năng lượng sạch cho mình ha. Tiếp theo với cái ngày số 9 có tựa đề là Nam châm tiền bạc. Ôi, cái gì mà nghe tới tiền bạc là mình thấy mê rồi phải không nè. Tiền bạc cũng không phải là đích đến của mình, mà tiền bạc chính là cái phương tiện giúp cho mình thực hiện những mơ ước của cuộc sống, nên thành ra là mình cũng vẫn phải quan tâm kiếm tiền. Chỉ có lòng biết ơn mới khiến cuộc sống trở nên giàu có, đó là câu nói của linh mục Cơ đốc giáo Dietrich Bonhoeffer vào năm 1906 cho tới năm 1945. Người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Đó chính là nguyên tắc vàng trong cuộc sống, bất kể là trong sức khỏe, sự nghiệp hay tình cảm. Tiền bạc, càng biết ơn bạn sẽ càng có nhiều tiền. Thậm chí nếu lúc đầu bạn chỉ có ít tiền thì dần dần tiền bạc cũng sẽ gia tăng. Và càng phàn nàn về tiền bạc thì bạn sẽ càng thiếu thốn. Phương pháp nhiệm màu của hôm nay là biến đổi một trong những lời phàn nàn phổ biến nhất của con người về tiền bạc thành một hành động thể hiện lòng biết ơn. Điều này sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi và cải thiện các vấn đề về tiền bạc. Bạn sẽ thay thế những lời phàn nàn vốn khiến bạn nghèo đi bằng lòng biết ơn, thứ sẽ khiến bạn giàu có. Và phần lớn mọi người không nghĩ rằng mình phàn nàn về tiền bạc, nhưng nếu họ thiếu tiền, nghĩa là họ đã phàn nàn mà không nhận ra. Phàn nàn diễn ra trong tâm trí cũng như lời nói của con người, và phần lớn mọi người không nhận thức được suy nghĩ của mình. Bất cứ ý nghĩ phàn nàn, tiêu cực, ganh tị hay lo lắng nào về tiền bạc cũng sẽ dẫn đến sự nghèo khổ. Và tất nhiên, lời phàn nàn phổ biến nhất là khi họ phải chi tiền. Nếu bạn không có đủ tiền, thì việc thanh toán hóa đơn có thể là một trong những điều khó khăn nhất. Dường như lúc nào số tiền phải chi ra cũng nhiều hơn số tiền thu vào. Nhưng phàn nàn về các hóa đơn có nghĩa là phàn nàn về tiền, và sự phàn nàn sẽ khiến cho bạn mãi túng thiếu. Nếu không đủ tiền, thông thường bạn chẳng thể nào cảm thấy biết ơn vì các hóa đơn được. Nhưng đó chính xác là điều buộc phải làm để nhận được nhiều tiền hơn, để có cuộc sống đủ đầy. Bạn phải cảm thấy biết ơn mọi thứ có liên quan đến tiền bạc. Và việc khó chịu vì các hóa đơn không thể hiện sự biết ơn. Bạn phải làm điều ngược lại, biết ơn những hàng hóa và dịch vụ mình nhận được từ những người xuất hóa đơn. Điều này rất đơn giản, nhưng nó hiệu quả rất lớn với vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ trở thành một thỏi 500 tiền bạc thật sự. Và để biết ơn một hóa đơn, thì hãy nghĩ đến những lợi ích bạn nhận được từ dịch vụ, sản phẩm ấy. Nếu đó là hóa đơn thuê tiền, thuê nhà hay là tiền thế chấp, thì hãy cảm ơn vì bạn đã có một căn nhà và bạn đang sống trong đó. Nếu như trên thế giới không có dịch vụ cho thuê và không có căn nhà nào để bạn thuê thì sao? Nếu như cách duy nhất để có được căn nhà là dồn tất cả tiền để dành và trả toàn bộ bằng tiền mặt thì sao? Phần lớn chúng ta sẽ sống lang thang trên phố, vậy nên hãy biết ơn dịch vụ cho thuê và chủ nhà của bạn. Bởi vì họ sẽ giúp bạn có được một ngôi nhà hay căn hộ để ở. Nếu trả hóa đơn tiền ga hay điện, hãy nghĩ về hơi ấm hay luồng gió mát bạn nhận được, về vòi nước nóng và tất cả những thiết bị khác bạn có thể sử dụng nhờ vào dịch vụ này. Nếu bạn trả tiền điện thoại hay internet, hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ khó khăn đến thế nào nếu bạn phải đi lại rất xa để nói chuyện với nhau. Nghĩ về những lần bạn có thể gọi điện cho người thân hay bạn bè, có thể gửi và nhận email hoặc truy cập thông tin ngay lập tức qua internet. Nhờ vào những nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các dịch vụ tuyệt vời này đều có sẵn để phục vụ bạn. Vậy nên, hãy biết ơn và biết ơn rằng những công ty ấy đã tin tưởng bạn và cung cấp dịch vụ trước cả khi bạn trả tiền. Từ khi khám phá ra sức mạnh phi thường của lòng biết ơn, tôi đã viết từ nhiệm bào là
Cảm ơn đã thanh toán trên mỗi hóa đơn mình chi trả và chưa bao giờ bỏ sót lần nào. Lúc đầu, khi còn chưa có tiền để trả hóa đơn, tôi vẫn sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn bằng cách viết lên hóa đơn như sau. Cảm ơn vì số tiền. Sau đó khi có tiền trả, tôi sẽ viết thêm là cảm ơn đã thanh toán. Hôm nay, bạn hãy làm giống như vậy, lấy ra các hóa đơn chưa thanh toán và thực thi sức mạnh lòng biết ơn bằng cách viết lên đó dòng chữ cảm ơn vì số tiền và cảm nhận sự biết ơn vì mình có tiền để thanh toán hóa đơn ấy, bất kể bạn đã có tiền thật sự hay không. Nếu bạn nhận và thanh toán hóa đơn chủ yếu trên Internet, thì nhận được một hóa đơn điện tử hãy gửi chúng cho chính mình với viết với dòng tiêu đề bằng chữ in đậm như sau, cảm ơn vì số tiền. Sau đó, tìm 10 hóa đơn bạn đã trả trong quá khứ và viết lên mỗi hóa đơn ấy từ nhiệm màu cảm ơn đã thanh toán. Và khi viết lên mỗi tờ hóa đơn, hãy cảm thấy biết ơn nhiều nhất có thể vì bạn đã có tiền để thanh toán. Càng có nhiều lòng biết ơn với những hóa đơn đã thanh toán, bạn sẽ càng thu hút nhiều tiền bạc đến với mình. Và từ hôm nay trở đi, hãy biến điều này thành hành động thường xuyên. Mỗi khi thanh toán hóa đơn, hãy nghĩ nhanh về những dịch vụ tuyệt vời bạn nhận được từ hóa đơn ấy và viết lên hóa đơn từ kỳ diệu, cảm ơn đã thanh toán. Và nếu bạn không có tiền để trả, hãy dùng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn và viết cảm ơn vì số tiền và cảm nhận như thể bạn có số tiền để thanh toán hóa đơn. Cảm thấy biết ơn vì số tiền bạn đã chi trả sẽ giúp bạn nhận lại được nhiều hơn. Lòng biết ơn giống như một sợi chỉ vàng mang theo lực hút và nó luôn gắn liền với tiền bạc. Vì thế, khi trả tiền thì số tiền sẽ luôn quay về với bạn. Đôi khi, bằng số tiền đã chi ra, đôi khi gấp 10 và đôi khi gấp 100. Sự đủ đầy mà bạn nhận lại không tùy thuộc vào số tiền bạn cho đi, mà tùy thuộc vào lòng biết ơn bạn cho đi. Bạn có thể biết ơn nhiều đến mức mỗi khi trả một hóa đơn trị giá 50 đô la, bạn có thể nhận lại được hàng trăm đô la. Đó là đã xong cái phần phương pháp nhiệm màu số 9. Bây giờ mình sẽ tổng kết là cái phương pháp nhiệm màu số 9 này 500 tiền bạc. Hôm nay mình sẽ cần thực thi những cái gì? Thì như mỗi ngày, cái bước đầu tiên là mình sẽ ghi ra 10 điều biết ơn, 10 điều bạn cảm thấy hạnh phúc. Rồi xong rồi, sau mỗi cái điều đó mình sẽ nói từ cảm ơn. Cái số 2, lấy ra các hóa đơn chưa thanh toán, thực thi sức mạnh của lòng biết ơn bằng cách viết lên đó là cảm ơn vì số tiền. Cảm nhận sự biết ơn vì mình có tiền để thanh toán hóa đơn ấy, bất kể bạn đang có tiền thật sự hay không. Và lấy 10 hóa đơn đã trả. Cái đầu tiên là lấy 10 hóa đơn chưa thanh toán nha. Cái thứ hai là lấy 10 hóa đơn đã trả trong quá khứ và viết lên từ cảm ơn đã thanh toán. Cảm thấy biết ơn vì bạn đã có tiền để thanh toán và để nhận được những cái dịch vụ đó. Tiếp theo, cái thứ tư là trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay, nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra hôm đó. Rồi, vậy là phương pháp tiền bạc nhiệm màu đơn giản là chúng ta hãy nghĩ đến là khi nếu mà không có những cái đó, không có những cái dịch vụ, những cái sản phẩm chúng ta mua để và cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào, sẽ không có tiện lợi như thế nào. Và như vậy thì khi hạ trả những cái hóa đơn sản phẩm dịch vụ đó thì chúng ta phải biết ơn chứ. Rồi, hôm nay là tới đây nha. Thì cảm ơn cả nhà vì đã chú ý lắng nghe và nghe hết video tới lúc này. Cảm ơn nha. Bye bye.